Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Máy Bình Minh. Hôm nay thì Linh sẽ ở kho xe của cửa hàng Xe Máy Hoa Nam Bình Minh 1 ở Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Và Linh sẽ cập nhật giá tất cả các dòng xe ga của Honda Việt Nam cho các bạn tham khảo nhé. Và những cái chương trình áp dụng trong thời điểm tháng 8 âm này. Trong những ngày đầu tháng này thì có rất nhiều khách hàng mua xe rồi. Và giá xe thì đang có xu hướng tăng lên từ giờ cho đến cuối năm. Nên là khách hàng nào mà có nhu cầu mua xe thì các bạn hãy quyết định mua ngay tại thời điểm hiện tại luôn các bạn nhé. Ngay sau đây thì Linh sẽ đi cập nhật giá các dòng xe cho các bạn tham khảo. Các bạn nếu mà có ý định mua xe thì các bạn gọi Linh theo số điện thoại là 0957 162 438 nhé. Hoặc các bạn có thể kết bạn Zalo với Linh. Ở đây thì Linh đang có rất nhiều những chiếc xe Honda Vision và Linh có đầy đủ các phiên bản và màu sắc để các bạn có thể lựa chọn. Đầu tiên thì đó là Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn ở đây. Thì các bạn lưu ý này, Vision có 4 phiên bản. Bản tiêu chuẩn sẽ sử dụng khóa chìa và nó có duy nhất một màu là màu đen bóng các bạn nhé. Hiện tại với mức giá cho các bạn là tầm khoảng hơn 31 cho phiên bản tiêu chuẩn màu đen bóng, một màu duy nhất trên phiên bản tiêu chuẩn các bạn. Với mức giá là khoảng hơn 31 một chút xíu nhé. Còn phiên bản cao cấp thì sẽ có hai màu, đó là màu trắng này và màu đỏ. Phiên bản cao cấp sẽ có hai màu là trắng và đỏ. Và bắt đầu từ phiên bản cao cấp trở lên thì nó sẽ là sử dụng khóa thông minh Smart Key. Có chức năng tìm xe và chức năng mở khóa xe, sẽ có hai nút bấm các bạn nhé. Thì Honda Vision bản cao cấp với hai màu đỏ và trắng hiện tại sẽ có mức hơn 33 triệu một chút xíu thôi. Thì đấy là phiên bản cao cấp. Còn phiên bản đặc biệt, phiên bản đặc biệt thì nó chỉ có duy nhất một màu là màu xanh này thôi các bạn. Đây các bạn có thể quan sát, đây là Honda Vision phiên bản đặc biệt màu xanh. Đó. Màu này thì là sơn nhám các bạn, đây là sơn sần các bạn nhé. Và hiện tại thì với phiên bản đặc biệt đang để mức giá cho các bạn là khoảng 36 triệu đồng cho Honda Vision phiên bản đặc biệt màu sơn nhám, đây là màu xanh nhám, một trong những màu sắc bán rất là chạy của Honda Vision, với mức giá là 36 triệu đồng. Và phiên bản cuối cùng của dòng xe Honda Vision đó chính là phiên bản thể thao. Thì với Honda Vision phiên bản thể thao sẽ có hai màu sắc để các bạn lựa chọn, đó là màu xám xi măng và màu đen nhám ở phía dưới. Các bạn có thể thấy là phiên bản thể thao màu xám xi măng và màu đen nhám đang có rất nhiều hàng, vì là đây là hai cái màu sắc mà bán rất là chạy tại cửa hàng Mê Linh. Thì với Honda Vision phiên bản thể thao và màu đen nhám, phiên bản thể thao màu xám và màu đen nhám hiện tại sẽ có mức giá cho các bạn là tầm khoảng 39 triệu đồng các bạn nhé. Khoảng 39 triệu đồng cho Honda Vision phiên bản thể thao màu xám xi măng và màu đen nhám. Thì nhiều bạn thắc mắc rằng là không biết là phiên bản thể thao này nó khác gì so với các phiên bản còn lại mà nó lại có mức giá cao hơn. Thì các bạn để ý này, là với phiên bản là cao cấp đặc biệt và phiên bản tiêu chuẩn thì cái bánh xe ở phía trước ấy, nó sẽ là 14 inch và phiên bản thể thao thì nó sẽ là 16 inch. Và phiên bản thể thao thì cái dáng xe nó sẽ cao hơn so với các bản còn lại, có phối thêm các chi tiết tem và những cái màu sắc rất là đẹp được sử dụng trên phiên bản thể thao. Vì vậy mà nó sẽ có mức giá so với các phiên bản khác chênh hơn một chút xíu, là khoảng sẽ có mức giá cho các bạn là khoảng tầm 39 triệu đồng các bạn nhé. Đó, và Linh đang ngồi cạnh là một chiếc Honda Vision. Đây là phiên bản thể thao màu xám xi măng. Phiên bản này nó thực ra nó khá là cao đấy các bạn ạ. Khá là cao đấy ạ. Nên là nếu mà các bạn nào mà nam giới, các bạn có thể mua phiên bản thể thao này đi cũng rất là ok các bạn ạ. Đó, đây là màu xám. Còn ở phía sau này đây là màu đen. Các bạn quan sát thêm, đây là màu đen phiên bản thể thao của Honda Vision nhé, với mức giá màu đen khoảng gần 39 triệu đồng, gần 39 triệu đồng. Và Linh sẽ nhắc tới một chương trình khuyến mại sẽ áp dụng chỉ duy nhất trong tháng 9 này thôi. Đó là chương trình dành cho dòng xe Honda Vision. Trong tháng 9 này mua xe các bạn sẽ được tặng, một là các bạn có thể lựa chọn mua trả góp với lãi suất là 0%, hoặc là các bạn lựa chọn một trong hai phần quà, đó là một chiếc sạc pin dự phòng chính hãng của một cái cục pin dự phòng chính hãng của Samsung, hoặc là các bạn có thể lựa chọn sang phiếu mua hàng thời trang của Puma trị giá 1 triệu đồng các bạn nhé, trả góp lãi suất 0%, hoặc là lựa chọn quà, áp dụng duy nhất trong tháng 9 này dương này thôi. Như vậy là còn ít ngày nữa thôi. Vì vậy nếu như bạn nào có ý định mua Honda Vision, các bạn hãy lựa luôn thời điểm này nhé. Vision có 4 phiên bản như Linh vừa giới thiệu. Tiếp theo nữa thì Linh sẽ giới thiệu đến bạn là dòng xe Honda Lead. Lead thì cũng về rất là nhiều hàng. Và với cái dòng xe này nó có 3 phiên bản. Đầu tiên thì là phiên bản tiêu chuẩn. Các bạn lưu ý này, phiên bản tiêu chuẩn của Honda Lead chỉ có duy nhất một màu, đó là màu trắng, duy nhất một màu thôi.
đó là màu trắng. Và hiện tại thì để mức giá cho các bạn là khoảng 38 triệu đồng. Honda Vision, Honda Leaf phiên bản tiêu chuẩn màu trắng này thì nó cũng sử dụng khóa thông minh Smart Key các bạn nhé. Cũng là sử dụng khóa thông minh luôn. Với mức giá chỉ từ 38 triệu đồng thôi. Còn phiên bản cao cấp của dòng xe này thì sẽ có hai màu. Đây các bạn nhìn thấy luôn. Linh đang có hai màu của bản cao cấp, đó là màu xanh và màu đỏ. Và phiên bản cao cấp thì hiện tại có mức giá tầm khoảng hơn 41 triệu đồng. Hơn 41 triệu đồng thôi cho Honda Leaf phiên bản cao cấp. Lý do tại sao bản cao cấp với bản tiêu chuẩn lại chênh nhau khoảng vài triệu như thế? Thì đầu tiên các bạn có thể thấy ngay là Honda Leaf phiên bản cao cấp nó sẽ có đèn LED 2 tầng ở bóng pha các bạn nhé. Còn bản tiêu chuẩn sẽ là bóng halogen. Và ngoài ra thì với bản cao cấp nó sẽ có thêm một tính năng báo động ở khóa nữa. Và nó có thêm cổng sạc điện thoại ở hộc để đồ phía trước. Đó là những cái điểm khác biệt trên phiên bản Leaf cao cấp mà nó có mức giá chênh hơn. Tiếp theo là phiên bản đặc biệt. Với phiên bản đặc biệt thì nó sẽ có hai màu, là màu sơn nhám. Nó chỉ khác so với phiên bản cao cấp, đó là sơn nhám thôi. Và hai màu sắc này thì gần như là hai cái màu mà Linh thấy rằng năm nay bán rất là chạy luôn. Màu đen nhám và màu bạc nhám. Năm nay bán vô cùng chạy hai màu này. Hiện tại có mức giá khoảng 43 triệu đồng cho phiên bản Leaf đặc biệt sơn sần, sơn nhám, hai màu đen và màu bạc các bạn nhé. Bạn nào mà có nhu cầu mua các dòng xe Honda, các dòng xe ga như Linh vừa giới thiệu như là Vision Leaf thì các bạn nhớ số điện thoại của Linh là 0987162438 nhé. Hoặc là các bạn kết bạn Zalo với Linh ạ. Và tiếp theo nữa thì Linh sẽ báo giá dòng xe Honda LED. Ở đây thì Linh đang có dòng xe Honda LED màu đen nhám. Màu này là màu bán chạy nhất luôn. LED thì màu đen lúc nào cũng là màu bán chạy nhất. Và hiện tại thì Honda LED màu đen nhám đang có mức giá cho các bạn là tầm khoảng 43 triệu đồng các bạn nhé. Còn ngoài ra thì với LED 125 nó có thêm màu đỏ và màu xanh nữa. Sẽ có hai màu nữa là màu đỏ và màu xanh. Thì nó sẽ có mức giá chỉ tầm hơn 40 triệu đồng thôi cho Honda LED phiên bản màu xanh và màu đỏ. Và chỉ có duy nhất là màu đen với mức giá chênh hơn một chút xíu là 43 triệu đồng thôi. Các bạn có thể quan sát luôn chi tiết hơn tem xe cũng như là màu sắc trên Honda LED phiên bản đặc biệt. Màu đen ở đây. Đó. Đây là một chiếc xe Honda LED phiên bản đặc biệt màu đen các bạn nhé. Và hiện tại thì nó sẽ có mức giá dao động cho các bạn là khoảng 43 triệu đồng cho Honda LED phiên bản đặc biệt. Đây là màu đen nhám, một trong những cái màu mà bán rất là chạy luôn. 43 triệu đồng các bạn nhé. Đầy đủ các tính năng như là hệ thống khóa thông minh Smart Key này, hay là cổng sạc điện thoại, đầy đủ hết các tính năng cao cấp nhất của Honda đều được trang bị trên chiếc xe Honda LED này. Và một dòng xe nữa mà Linh muốn giới thiệu đến các bạn đó là Honda E21. Ở đây thì Linh đang có E21 này.
25 CBS 3 màu là màu trắng, màu đen và màu đỏ, đều có mức giá cho các bạn là khoảng 76 triệu đồng thôi. Còn lại thì nếu như mà các bạn lựa sang các phiên bản như là phanh ABS ấy, thì nó sẽ có mức giá chênh hơn một chút là khoảng 84 triệu đồng. Ở đây thì Linh đang có những cái màu sắc mà gần như là những cái màu bán rất là chạy, như là màu xám xi măng. Đây là bản 125 phanh ABS. Thì các bạn lưu ý này, mấy màu như là màu xám xi măng hay là màu đen nhám á, thì nó chỉ có trên phiên bản ABS mới có thôi. Thì với SH 125 phanh ABS, các màu như là trắng đỏ thì chỉ có mức giá là khoảng 84. Còn nếu mà màu đen nhám sẽ có mức giá cho các bạn khoảng tầm hơn 86 triệu đồng. Còn màu xám xi măng này thì sẽ có mức giá cho các bạn là khoảng 88 triệu đồng các bạn nhé. Đó là bản các bản SH 125. Những màu đấy, đen nhám này, màu xám xi măng này, màu đỏ này, màu trắng này, bên Linh đều sẵn hàng hết cho các bạn nhé, trên phiên bản 125. Còn với bản 160 thì nó cũng tương tự, nó cũng có các màu sắc giống như bản 125. Thì với SH 160 phiên bản phanh CBS, các màu như là màu trắng, màu đen, màu đỏ đều có mức giá khoảng 92 triệu đồng. Còn nếu các bạn lựa sang phiên bản ABS thì sẽ có mức giá khoảng 102 triệu đồng. Và cũng tương tự thì với các bản màu xám xi măng hay là màu đen nhám trên phiên bản phanh ABS 160 ấy, thì nó cũng chênh giá hơn một chút, là khoảng hơn 105 triệu đồng cho bản màu đen và khoảng 108 triệu đồng cho bản màu xám xi măng các bạn nhé. Vậy thì bạn nào mà quan tâm đến Honda SHI thì các bạn nhớ là liên hệ ngay với Linh theo số điện thoại là 0987162438 nhé, để các bạn mua xe luôn thời điểm này. Linh tin chắc rằng là từ giờ đến cuối năm giá SH sẽ không ở mức giá này đâu, chắc chắn là như vậy. Bởi vì thời điểm năm ngoái cho đến cuối năm là giá SH nó đều có mức giá cao hơn khoảng 5 đến 7 triệu đồng so với thời điểm hiện tại. Nên là bạn nào định mua SH thì các bạn hãy chốt luôn thời điểm hiện tại nhé, để sở hữu cái mức giá vô cùng hấp dẫn. Thời điểm này mua xe thì bên Linh sẽ tặng thêm các phần quà như là mũ bảo hiểm, áo mưa, áo phông hoặc là bao lô hoặc là áo gió, và có hỗ trợ trả góp cho tất cả các dòng xe Honda. Đủ 18 tuổi trở lên là các bạn có thể mua trả góp. Thủ tục thì Linh chỉ cần có mỗi là căn cước công dân thôi. Nên là bạn nào mà có nhu cầu trả góp thì các bạn liên hệ với Linh để có thể là được nhận một cái gói lãi suất ưu đãi nhất các bạn nhé, khi các bạn mua các dòng xe Honda. Như vậy là các bạn có thể thấy là hầu như là các dòng xe ga như là Vision này, Honda Lead này, Amarlet hay là SH1, SHI, bên Linh cũng về rất là nhiều và sẵn hàng để các bạn có thể là lựa chọn rất là nhiều xe luôn. Ngoài ra thì bên Linh còn có thêm hai kho dự trữ nữa, nên là xe thời điểm này rất là sẵn hàng luôn. Và giá thì đã quá tốt rồi, giá đang rất là tốt rồi. Nên là nếu như bạn nào có nhu cầu mua thì hãy liên hệ ngay với Linh trong thời điểm này nhé. Hôm nay thì Linh ở kho xe, Linh chỉ báo giá các dòng xe ga thôi. Tuy nhiên thì các dòng xe số thì bên Linh cũng có đầy đủ các dòng xe số như là Wenfa, Blade, GX hay là Future, bên Linh đầy đủ hàng các bạn nhé. Linh nhắc lại một chương trình khuyến mại một chút dành cho dòng xe số. Đó là thời điểm này tháng 9 thì các bạn mua các dòng xe số như Wenfa, Blade, GX, các bạn sẽ được trả góp lãi suất 0%, hoặc là các bạn sẽ lựa chọn là nhận một cái thẻ cào điện thoại trị giá 500.000 đồng. Đó là dòng xe số các bạn ạ. Còn với các dòng xe côn như là Winner X thì thời điểm này mua xe các bạn cũng sẽ được trả góp với lãi suất là 0%, hoặc là lựa chọn một trong hai phần quà, đó là một sạc pin dự phòng, một chiếc điện thoại Samsung A04s hoặc là một chiếc loa Bluetooth rất là có giá trị các bạn nhé. Nên các bạn lưu ý này, chương trình khuyến mại áp dụng cho các dòng xe số là Wenfa, Blade số, ZX, xe côn là Winner X và xe ga thì có Honda Vision sẽ kết thúc trong tháng 9 dương này. Như vậy là chỉ còn ít ngày nữa thôi, khoảng chục hôm nữa thôi là chương trình khuyến mại sẽ kết thúc rồi. Nên là bạn nào có ý định mua xe thì hãy nhấc máy ngay gọi cho Linh để có thể được tư vấn và chốt mua xe thời điểm hiện tại, để nhận những ưu đãi và khuyến mại vô cùng hấp dẫn các bạn nhé. Các bạn có nhu cầu mua xe thì đến với cửa hàng xe máy Honda Bình Minh 1 ở số nhà 2287 Đại lộ Hùng Vương, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, hoặc có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại và số Zalo của Linh các bạn nhé. Xin chào và cảm ơn các bạn đã theo dõi.